Cơ quan an ninh y tế Anh đã phát hiện ra rằng trong số hàng loạt trẻ dưới 10 tuổi bị viêm gan cấp tính, nhiều gia đình có nuôi chó hoặc là các em này bị phơi nhiễm với virus canin adenovirus 1, vốn là loại virus gây ra viêm gan cấp tính ở loài chó. Trước đó, các chuyên gia y tế cho rằng adenovirus có thể là thủ phạm và hiện giới khoa học đang điều tra bởi adenovirus thường gây ra triệu chứng đau bụng và cảm lạnh. Phân tích cho thấy 75% trong số 163 trẻ viêm gan cấp tính ở Anh có kết quả xét nghiệm dương tính với adenovirus.